dung quá anh không biết hỏi gì sau. Ở bây giờ là cứ chơi coi chương trình đi cho nó đớt bất gung đi, rồi muốn hỏi sâu gì tôi hỏi giùm cho. Bóc lá bài đi, đọc lớn lên. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sao thành câu có ý nghĩa. Mày yêu cầu bạn gái phải không? Bây giờ em sắp xếp theo cái yêu cầu trong đó đi. Qua tôi đứng tôi coi coi. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sau đây thành câu có nghĩa. Rồi, cái câu này là yêu anh nhé đó chị. Yêu anh nhé. Hay quá vậy, sao tôi không nhìn ra vậy? Qua em phải không? Em tới tới tại em đúng rồi, tới phiên cổ. Hồi nãy em bóc mà. Đúng rồi. Vậy tới cổ bóc chứ. Dễ. Yêu cầu phối hợp, bạn gái mô tả bằng hành động, động tác. Bạn trai phải đoán đúng. Đó. Đúng là thưởng hôn má. Sai là thuộc dầu ba cái. Đúng, được hôn má. Sai, thuộc dầu ba cái thì em làm gì khó khó đi. Em sẽ làm. Em về em nói là cái từ đó có mấy từ. Rồi em làm. Rồi anh đoán. Mà em làm, anh đoán đúng thì em bị hung. Anh đoán trật thì anh thuộc dầu. Trời ơi, thuộc dầu okay. Em dở cái thương thuộc dầu lắm. Mời hai bạn bắt đầu. Cụm từ đầu tiên có hai chữ đúng không? Dạ đúng rồi. Có hai chữ, rồi nhìn cổ đi. Cụm từ đầu tiên, hai chữ. Ừ, nhìn nè. Thấy khó chịu à. Sai, cho em đoán ba lần. Gần đúng rồi đó. Làm lại đi em, làm lại đi em. Làm cho đúng cho người ta diễn thôi. Mặt nghiêm. Tức là đó. Cái hành động đó là anh diễn tả bằng cái từ gì, là em đang như thế nào? Đã có hai từ nữa hả? Đúng rồi. Hụt dâu. Hai từ đó. Khó chịu. Khó chịu thua đi, đó. Đi. Khó chịu gần đúng rồi hả? Ờ, biểu hiện cảm xúc là gần đúng rồi đó. Bực bội. Hụt dâu. Giận dữ. Nó là giận dữ. Trời ạ. Em tên là Nguyễn Nhân Úc. Em đến từ Long An. Năm nay em 35 tuổi. 35 tuổi là tuổi là sinh năm mấy? Sinh năm 85. 85, quê mình đến Long An hả? Giờ mình đang làm việc ở đâu? Làm việc ở Sài Gòn. À, lên Sài Gòn lâu chưa? Lên cũng lâu rồi. Ở đâu? Ở bên quận 4. Giờ mình đang làm công việc gì? Môi giới bất động sản. Với sale, làm môi giới sale cho vay tín chấp. Đó là làm ngân hàng hả? Công ty. À, công ty. Buôn bán bất động sản cho vay tín chấp. Là bất động sản làm ở ngoài. À, hai công ty đó là riêng. Riêng hết. Tín chấp giờ như uy tín chị là giờ chị vay được nhiêu nè? Từ 10 đến 70 triệu. À, vậy thôi hả? Ôi, uy tín tôi đâu mà bèo dữ vậy, thôi nghỉ đi. Khỏi đi, khỏi vay. À, em làm công việc ở lâu chưa? Em làm cũng được năm mấy ạ. Rồi chị trước đó làm công việc gì? Nhiều thứ lắm. Cái gì có làm được là làm. Đúng rồi. Lên Sài Gòn bao nhiêu năm rồi? Lên nè 11 năm. Hiện nay đang ở với ai? Ở một mình. Ở một mình. À. Rồi có hay về quê không? Có đám tiệc về. Mà gần quê sát bên thành phố, cách thành phố có 20 cây số à. Tết chạy về nửa tiếng tới. Ờ, cách 20 cây số mà tới Tết mới chạy về một lần hả? Không có nghĩa. Em nói chị là đâu có đám tiệc em về. À, giờ mời em giới thiệu. Dạ em tên là Phương Loan. Em bằng tuổi với bạn trai. Dạ hiện tại em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quản lý kinh doanh của một công ty thương mại về hóa chất. Gia đình ở Vũng Tàu. À, hiện giờ ở đây thì em đang ở với ai? Hiện tại em đang ở một mình. Cũng ở một mình. Hai bạn đều thuê trọ ở hết. Dạ. Công việc hai bạn thì tuổi này là 35 tuổi thì cũng chín chắn, cũng ổn định rồi. Tuổi này là người ta cũng có con có cái, có tề gia lập thất rồi. Ở nhà có hối thúc gì không? Có chứ. Vậy hả? Đông anh chị em không? Em là thứ mấy? Út. Út quá hả? Nguyễn giới thiệu Nguyễn Út nè. À, khó Út thương nhờ Út chịu luôn. Đúng ha. Rồi. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của Út là gì nè? Điểm mạnh em là vui vẻ hòa đồng, thích uống bia và biết ca hát. Thích uống bia, thích ca hát nữa. Rồi có bạn gái rồi đi chơi bạn gái thì đi đâu? Đi uống cà phê, đi ăn quán ăn. Có rủ bạn gái thuộc bia luôn không? Chưa. Chưa hả? Thôi giờ chưa hả? Có rủ bạn gái đi hát thì có. À, đi hát karaoke. Bây giờ hát thử một khúc nghe coi nè, có ổn không nè? Lát chừng nào gặp mặt bạn gái đi. Có cảm hứng. Là hát cho bạn gái nghe. Ghê, nhớ nha. Rồi một chút xíu nữa hát cho chị bạn gái. Chị Tây đúng không? Đúng rồi, Vĩnh Long. Em Long An. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là lạc quan, rất là vui vẻ. Em rất là thích nấu ăn và em thích nấu ăn cho người yêu. Thích nấu ăn cho người yêu. Tức là cái người đó phải ham ăn nữa. À, thưởng thức cái món ăn của em đúng phải không? Phải có cái hướng là thích thưởng thức đồ ăn thì em sẽ rất là có hứng để nấu. À, thường em nấu được những món gì? Em nấu những món ăn cơ bản ha. Ví dụ như là thịt bò làm với salad, hủ qua dùng thịt, rồi canh chua. Dạ, mấy món miền Trung, tại em gốc miền Trung. À, vậy là tuyệt vời rồi. Gốc miền Trung là ở đâu em? Dạ, Quảng Trị chị. Nó Quảng Trị. Còn điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em hơi thẳng tính. Hơi thẳng tính thôi, nhưng mà nói rồi thôi, không có để bụng. Dạ. Sống nó mệt mỏi rồi, có gì nói thẳng cho nó khỏe. Hỏi dạ, bút mở chi nó mệt, mất thời gian nữa. Những lúc em buồn thì em làm gì? Em buồn là em làm đẹp chị. Ờ, đúng, hay. Dạ. Em buồn là em đi spa.
Em làm gì cảm thấy em vui. Vậy lúc em vui em làm gì? Lúc em vui thì lúc đang thích ở nhà, em thích nghe nhạc thì em nghe nhạc. Hoặc là em thích nấu ăn thì lúc đó là em có hứng thì em nấu ăn. À, thế còn em? Nãy giờ có điểm yếu gì không? Điểm yếu em hả? Điểm yếu em hơi lười nấu ăn. Đây, nấu ăn. Lúc mà có lười ăn không? Không, em ăn dữ lắm á. Đây, bên đây nấu, bên đây ăn được chưa? Em lúc trước em ăn nhiều nhưng bây giờ em không bớt ăn lại. Sao vậy? Sợ mập. Bắt đầu phát tướng rồi đó. Lúc trước em có 5-8 kg mà em ăn nhiều lên 7 mấy. Ghê vậy? Nó 5-8 lên này chứ. Tài chưa? Thấy bắt đầu phát tướng rồi đó. 7 mấy cái giờ em ăn ít lại, không dám ăn nhiều, ăn nhiều sợ lên 100 kg luôn, không dám ăn. Nói nghe thấy ghê. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Hết rồi, hết rồi. Tốt hết luôn á hả? Ngoài cái miếng nấu ăn thôi còn như là tốt hết phải không? Dạ. Hay quá. Tình trường sao? Chạy qua 2 mối tình. 2 mối tình. Rồi kể nghe coi. Mối tình từ sinh viên á, mà em đi học chưa ra trường, như người ta không có đợi mình lâu được. Gái người ta đợi lâu, mình gái ta thiệt thòi, người ta đi lấy chồng. Rồi mối tình thứ hai ra trường rồi, quen cũng khoảng 6-7 tháng gì đó, em phát hiện người đó bắt cá hai tay nên em chia tay. Em dở quá, tại em không có chiêu. Người ta quen em rồi mà người ta còn đi kiếm người khác. Quen trước em. Ồ, nhưng mà khi em quen em không biết người ta không biết. Có sau này á, chia tay trong tháng sau người ta đám cưới. Trời ơi, em chỉ là người để lấp vào những chỗ trống thôi. Lúc người ta bị người ta cái lộn bạn trai, người ta mới đi chơi với em. Đúng rồi. Thì còn đáng thương thay. 6 tháng mới phát hiện. 6 tháng. Rồi từ đó chia tay mối tình đó tới nay bao lâu rồi? Chia tay này 6 năm rồi đó. Ủa, rồi tại sao 6 năm qua không có kiếm được ai? Tại cái duyên mình chưa tới á chị à. Thôi phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao ế chứ duyên gì. Tại vì quen chưa người nào hợp với mình á. Chưa. Cũng có dòm ngó để ý qua lại tìm. Đúng kiếm rồi. Mà không thấy ai hết. Không có thấy ai được ai hết á. Tức là chương trình để được đâu lên chương trình chị. Nhưng mà mình có nghĩ là mình có khó tính quá không? Không, em rất là dễ. Mình có xấu tính xấu nết gì quá không? Không. Có khiếm khuyết gì không? Chị thấy nhìn em có khiếm khuyết. Ai biết được, chị nhìn bên ngoài sao chị thấy được bên trong? Nhìn bên ngoài có đoán được bên trong không? Không, sao chị đoán được? Trời ơi. Em không có khó tính, em dễ lắm. Dễ lắm phải không? Dân miền Tây là thường là dễ dàng. Em là thường khi đi nhậu em nói chuyện với bạn cười nhiều lắm. Hay là tại em lo nhậu, em lo thục đi giao hoài rồi em không có thời gian đi chơi với bạn gái, không có thời gian tìm hiểu chăm sóc bạn gái cho nên là người ta mới đi. Có chăm sóc chứ. Có chăm sóc không? Nhưng mà tao cá hai tay, người ta không có thương mình thật lòng đâu mà từ người thương được người đầu tiên. Em là người thứ hai, chị hiểu không? Đâu có thương mình thật lòng đâu mà mình phải là người ra đi thôi chứ chị. Nhưng mà em nghĩ em có phải là mẫu người lãng mạn không? Em có ga lăng không? Ga lăng. Ví dụ sao gọi là ga lăng? Một cái ví dụ coi. Dẫn bạn gái đi ăn. Mua quà tặng bạn gái. Là ga lăng đó hả? Còn lãng mạn là sao? Ví dụ sao gọi là lãng mạn? Lãng mạn thì sao thôi. Cái lãng mạn hơi khó quá. Gì đâu khó, vậy cũng là lãng mạn nè. Ví dụ như một cái mình chuẩn bị một cái gì đó bất ngờ cho bạn gái mình vui. Tặng đồ hả? Đó là lãng mạn. Được, dân miền Tây là phóng khoáng lắm, chị đồng ý. Người miền Tây là tính tình hiếu khách, phóng khoáng. Có 10 đồng xài 11 đồng luôn. Đổ nợ luôn. Đổ nợ luôn, chơi luôn. Rồi, em gái sao em? Dạ em cũng có 2 mối tình. Thì cái mối tình thứ hai của em thì em chia tay hơn 1 năm rồi. Thì cũng là do ảnh cũng không có rõ ràng, cũng có người khác. Cũng có người khác luôn. Người khác đó tới trước em hay tới sau em? Cũng tương tự bạn trai luôn á. Tức là hai người quen nhau xong rồi chia tay. Thì lúc em quen á thì em không biết là hai người đó còn quen hay không. Em có nói chuyện với bạn gái đó. Thì bạn gái đó nói là thôi bây giờ mình cứ quen ảnh đi. Thì biết đâu người đến sau hợp với người đến trước. Thì cứ nghĩ là hai người đó chia tay. Em không biết sao mà hai người đó vẫn qua lại. Có nghĩa là tình cũ không đủ cũng tới. Cái mối quan hệ kia không có rõ ràng rồi. Đúng. Khi quen em rồi nhưng mà vẫn còn dây dưa bên đó rồi cuối cùng quay trở lại bên đó luôn. Dạ nhưng mà cái việc đó thì em không có chấp nhận được cái chuyện đó. Đúng rồi, sao chấp nhận được? Mà em quen bao lâu thì em mới phát hiện? Từ đầu á là đã biết rồi chị. Nhưng mà biết rồi sao còn chơi không chơi từ đầu vô? Thì bây giờ lúc đầu em nghe như vậy thì em cứ nghĩ là hai người chia tay, em đâu có biết là hai người qua lại đâu. Thì nghĩ là chia tay rồi thì quen nhau chia tay chuyện bình thường, thì mình cảm thấy mình mến thì mình quen thôi. Nhưng mà rốt cuộc là quen được bao lâu, quen anh đó bao dạ, lâu? Dạ cũng gần 3 năm. 3 năm? Bên này ta có 6 tháng người ta phát hiện rồi mà làm gì 3 năm mà bên đó dây dưa mà cứ để hoài vậy. Chia tay bao lâu rồi? Dạ hơn 1 năm rồi. 1 năm nay có khi nào còn có liên hệ qua lại gì với nhau nữa không? Thỉnh thoảng thì anh cũng hỏi thăm thôi chứ còn em thì em không có. Em rất là rõ ràng cái việc đó rồi. Anh đó có quay lại với cô kia không? Dạ sắp cưới. Chúc mừng hai bạn đã có một cái tình yêu rất giống nhau. Mong hai bạn hãy tỉnh táo hơn ở lần sau nha. Bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Tìm gái hả? Bạn gái chứ phải tìm gái. Tìm bạn gái. Em nói bạn gái mà chị nghe. Chị nghe không rõ hả? Không rõ. Tìm gái là dễ thương. Da phải trắng. Thương em thật lòng được rồi. Hình có tiêu chuẩn gì không? 1m55 trở lên được rồi. Cũng đơn giản quá ha. Đơn giản rồi. Thích là người cổ điển, người hiện đại, tóc dài, tóc ngắn, phong cách như thế nào? Em thích phụ nữ tóc dài hơn, nhìn nó nữ tính hơn.
Thôi chị đi về nha, hai đứa tự nói chuyện nha. Thế còn em, mẫu người bạn trai của em mong muốn là như thế em, nào? Em thích một người có công việc và có suy nghĩ về gia đình và có cái sự mang cái tính chất xây dựng, tức là phải biết cân bằng giữa cái công việc và cái cuộc sống gia đình của mình á, thì nó mới bền được. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em dễ nhìn là được, với lại là vui tính. Anh thích người về tính cách thì thích vui tính. Nãy giờ thấy bên đây là vui vậy đó. Nhưng mà đừng có vô tư quá. Không biết có vui quá hay không thôi, chứ thấy vui vậy đó. Dạ, thấy ảnh hơi vô tư. Hơi vô tư hả? Không, tại người miền Tây phong cách vậy đó, cũng phải lo lắng mừng ăn đồ chứ, thấy công việc cũng giỏi mà làm đủ thứ việc. Điều gì em không thích ở người đàn ông? Em không thích ở người đàn ông đó là cái tính li ti. Tính toán chia ly đó. Thì em thích cái người nó thoáng với cái việc đó một xíu. Em thì cũng thoáng, thoải mái với vấn đề đó, không có gọi là keo kiệt. Thì em cũng cần cái người đó như vậy. Em nghĩ mình có phải là người tính toán keo kiệt không? Hay là... Không, em là người miền Tây tính tình phóng khoáng lắm. Chị nói đúng phải không? Có 10 xài 11 luôn phải không? Thuở trẻ thì các em giàu với khác với để dành tiền để làm ăn chứ chị. Bây giờ đã có được mới vốn nào để làm ăn với để lấy vợ chưa? Đủ lấy vợ. Có phải phụ thuộc gia đình không? Không. Tự lập. Đó, vậy được rồi. Có hình không? À dạ có chị. Hai bạn có đem hình không? Cho mượn em coi. Chụp hình không ăn ảnh, em có chụp. Ngầu dữ vậy. Em chụp hình không ăn ảnh nên em ít khi nào em chụp hình lắm. Ba cô chọn một cô được rồi. Hai anh chọn một anh. Theo giác quan cảm giác của mình thôi. Theo em thì em thích ai? Cái này. Lý do tại sao chọn người đó? Da trắng em... À tự mình thích là mình chọn thôi đúng không? Thích chọn. Rồi em nghĩ là anh nào? Nghĩ là anh này. Lý do sao nghĩ anh đó? Hình mới chụp nãy luôn đó. Em nghĩ là anh này. Sao nãy chọn anh này giờ qua anh này? Tại vì anh này mập quá mà anh này nói 70 mấy ký à. Rồi xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim ha. Chị Tường sẽ mở cửa trái tim này ra để xem là sự chọn lựa của hai bạn ngày hôm nay có đúng hay không. Chào anh. Chào em. Đúng không em? Đúng. Mừng quá, đúng tặng quà luôn đúng. Em ơi. Anh được có bắp bắp quà anh tặng em. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Rất là nhiều món á anh. Rất là thiết thực. Rất rồi. Là nhiều món đâu, cho chị coi coi món gì. Cảm ơn em. Nhiều món thiết thực nè, cho tôi coi với coi nè. Lấy ra đi, chứ tiện quà của em mà chị tò mò thôi chứ chị đâu thể nào tự tiện. Hả? Đúng là thiết thực thiệt. Trời, có kem đánh răng chi vậy em? Này gì đây? À, nước rửa tay diệt khuẩn em ơi. Mình ăn uống gì mình rửa trước khi ăn ha. Bịt mặt mùa dịch thì được, nước rửa tay diệt khuẩn thì được. Tặng kem đánh răng chi em? Tại vì cái loại đó em xài em thấy tốt à. Nên là giới thiệu cho anh xài luôn. Em cảm nhận gì về những món quà của cô ấy tặng cho em? Món quà này có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là đi ra đường là có sạch sẽ thơm tho đó. Sạch sẽ thơm tho là chống bị vút Cô Gina. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đầu tiên khi cánh cửa đó tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của em là gì? Bạn gái là đúng ý em tìm. Đúng luôn á hả? Ừ. Ý em tìm là vậy luôn á hả? Dạ. À, rồi chúc em may mắn. Dạ. Nãy em nói em sẽ hát cho tặng bạn một ca khúc để anh hát anh tặng em nghe. Rồi mời em luôn. Họ ơi, thương em gái miền Tây, mà đó hay thương em đời bão mưa nắng, chứ chung tình anh vẹn trọn tình chúng. Thương em rồi anh hẹn mùa quá cưới, duyên cao châu chúng mình thành đôi. Mặn nồng hai chữ sắc son, vì em là con gái miền quê thiệt thà. Bằng lòng đi em, lên làm dâu nơi chốn đô thành. Khoan, để em tìm. Hết hơi rồi. Đất ơi, ngồi thẳng lên cho nó có hơi. Bằng lòng đi em nè, 2, 3. Bằng lòng đi em, lên làm dâu nơi chốn đô thành. Thiền qua đưa đón, bên trăm năm tròn đời bên nhau. Em sẽ làm dâu nhà anh sẽ làm chàng dế miệt vườn. Đã thương nhau rồi thì em mới thề câu hẹn ước. Đời có bể dâu hai vật đổi sao dời. Thương nhau chính đời mười chờ, để anh sang thẻ nhờ người mối mai. Tơ hồng kết tóc nên đôi, bền duyên son sắc thì chung một lòng. Hai. Em dung quá chị ơi, em dung quá. Có cố gắng. Rồi. Em dung mà không hụt hơi luôn, hát không hụt hơi luôn. Hụt hơi luôn. Thôi được rồi, đẹp trai cũng bằng hát hay, có ý nghĩa, có đầu tư. Bây giờ thì Tường dành cho hai bạn một không gian riêng
ít phút để có thể trò chuyện với nhau ha. Thời gian chương trình có hạn, phải tranh thủ, cần gì phải hỏi liền nha. Mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Đây là món mì Ý sốt kem ha, với sợi mì dai được bao bọc bởi sốt kem rất là béo, ăn kèm với hải sản ngọt thịt sẽ là món ăn cực kỳ hấp dẫn dành cho hai bạn luôn. Và còn có thêm một cái dĩa trái cây nè, bánh nè, rất là hấp dẫn. Mời hai bạn thưởng thức món ăn và đừng quên trò chuyện với nhau nha. Chị Tường sẽ quay lại liền. Chị đi với em Dung quá. Em ở Sài Gòn, em ở quận mấy em? Em ở Tân Bình. Tân Bình em ở đường nào? Em ở Hoàng Việt á, gần ngã tư Bảy Hiền á. Biết ai. Chứ mình đã nói qua Bình Tân là thôi là anh mù đường. Qua Bình Tân anh lạc hoài à. Em nói em ở Vũng Tàu hả? Gia đình ở dưới đó anh. Em ăn đi. Dạ, anh cũng chung. Mỗi cái lúc mà buồn á thì anh làm gì? Anh đi thích đi da. Có gì khác không? Với đi hát karaoke. Em cũng hay hát lắm. Hát mà tại sao bữa nay là anh Dung quá, anh sao anh gặp em á, anh Dung quá anh hát nó yếu hơi, không nổi. Em cũng hay đi hát với bạn. Dạ. Anh thích uống với da đó. Vậy thì chắc bình thường anh ăn ngoài không ha, không có nấu ăn. Không có nấu ăn, ăn ngoài không à? Anh lười nấu ăn nè. Nhiều khi em một mình em cũng làm biếng nấu ăn á. Mà có hứng. Anh nấu ăn mà anh thích nấu món cơm chiên hải sản. Cơm chiên Dương Châu là anh thích anh nấu đó. Làm nấu ở ngoài luôn hả? Món đó anh nấu, hai món đó anh nấu ngon. Mấy món khác anh không biết nấu hả? Nấu nhưng mà nấu dở lắm. Nấu như mới khẩu như miền Tây, cá nấu bên chua rồi, cá kho để nấu được. Thí dụ mà hai đứa mà quen nhau mà hợp đâu không, em nói bao lâu rồi tiến tới hôn nhân được em? Em nghĩ là khoảng 1 năm là làm được rồi. Một năm trở lại hả? Anh thấy cũng được. Một năm trở lại là ý anh thì sao? Ý thích của anh thì sao? Thì cũng một năm trở lại. Mình sẽ cũng lớn tuổi rồi ha. Mình một năm trở lại mình cũng tìm hiểu cũng kỹ rồi ha. Mình tạo cơ hội gặp gỡ để tìm hiểu, để hiểu thêm. Em thích người miền Tây không? Em cũng thích, em cũng có nhiều bạn miền Tây lắm. Tây đó hả? Em thấy người miền Tây làm sao? Miền Tây thì thường là rất là nhiệt tình, rất là thật lòng á. Anh ở miền Tây mà anh sách cái bên Sài Gòn luôn hả? Nói vậy thôi chứ nói Sài Gòn luôn. Chứ đâu có xa xôi gì đâu. Đúng rồi. Anh thích người miền Trung lắm á. Gì hả? Hồi đó anh đi ra Quảng Ngãi chơi. Có một bạn ngoại nó hiếu khách, nó có gì để ăn cho ăn xả láng luôn. Nhưng mà vì sao anh thích người miền Trung? Người ta thật thà, hiếu khách. Đúng rồi, rất là hiếu khách. Đúng như người hợp như người miền Tây vậy, anh thích. Mà gia đình em thì vào đây lâu rồi. Lâu rồi hả? Em sinh trong này luôn. Ba mẹ miền Trung hết luôn hả? Dạ đúng rồi. Em nói Quảng Bình phải không? Quảng Trị. Quảng Trị. Ủa, em cũng ít về quê lắm. Ít về quê hả? Em thích lập nghiệp ở Sài Gòn luôn hả? Là về Vũng Tàu. Em thích lập nghiệp ở đây. Anh cũng như em vậy. Sau này già thì thích về quê. Đúng rồi. Còn giờ làm việc thì thích ở đây tại vì nó có nhiều cơ hội hơn. Đúng rồi. Anh là thích mà làm việc Sài Gòn, nhưng mà chủ nhật là anh thích đi qua mấy vùng quê rồi anh chơi nó có cây cối sông nước là anh thích vậy đó. Và thường là cuối tuần anh đi đâu? Hơi bụng bồn anh chạy xuống nhà bè quận 7 rồi đó. Rồi nó có cây uống có cà phê nằm võng, cây có cây cối là sông nước là nhìn nó y chang miền Tây, anh thích chỗ đó. Nhưng mà hiện tại giờ anh ở quận mấy ta? Quận 4. Quận 4 chạy qua quận 7 không xa. Kế bên, sát bên. Về Long An anh còn gần mà định qua quận 7 nhà bè. Anh nói là anh ở Úc nhưng mà mấy anh chị trong nhà là lập gia đình hết chứ? Hết rồi. Vậy còn mình anh thôi hả? Giờ còn em thứ mấy trong gia đình? Em kế Úc, còn đứa em trai nữa. Gặp mặt anh á, em mới thấy anh là người miền Tây nè, em có thể thiện cảm khoảng bao nhiêu phần trăm? Em không quan trọng người ở đâu. Nhưng mà em cảm thấy là dễ mến mà mình có thể nói chuyện với nhau là được. Em thấy như mà em có thiện cảm với anh là bao nhiêu phần trăm á? Bao nhiêu em nói cho anh biết được không? Tại vì em chưa có cân, chưa có đo, phải suy nghĩ. Tức là em nghĩ chắc cũng phải là 70%. 70%. Anh nghĩ về em sao? Anh thiệt có thiện cảm em 100% luôn á. Vậy hả? Về điều gì là thiện cảm nhất? Nhất là anh thích người miền Trung. Theo anh thì anh nghĩ là cái chuyện gì nó quan trọng nhất là trong cái việc mà nghĩ đến quyết định gia đình này nọ. Nãy giờ tôi đi tâm sự gì được nhiều chưa? Nhiều. Có hẹn hò được chưa? Hôm nay quên hỏi. Chuyện chính là em thấy như một tận là mình hẹn nhau gặp mấy lần được em? Tùy anh à. Chứ em thì bữa tối thì hiện tại là em không có bận gì hết á. Trừ khi có những lúc em đi học thôi. Em học gì? Em học thêm về Facebook Marketing. Vậy là cô cuối tuần gặp nhau không được phải không? Cuối tuần thì anh hẹn trước tại vì thường cuối tuần em hay về nhà hả? Dạ đâu. Về Vũng Tàu á. Vũng Tàu, tôi có từng em về Vũng Tàu hả? Cuối tuần nào em cũng về, mà em về như vậy 7 năm trời rồi đó. Xiên quá. Lập ngàn cái bền mà mình không có về mà Vũng Tàu về. Không phải xiên nhưng mà mình có cái động lực để về Vũng Tàu luôn được không? Được. Có xiên không? Xiên chứ. Đi Long An không xiên chứ Vũng Tàu xiên à? Xiên là đi Long An tại mình buồn, đi hai người nó vui hơn xiên. Trong tuần mình em đi làm giờ hành chính hay là em làm ngoài giờ? Em giờ hành chính rồi.
Làm nhà hàng chính thì tối là gặp nhau được rồi, đâu cần phải cuối tuần. Em về Vũng Tàu là chủ nhật thứ bảy em. Em về thứ bảy. Ví dụ như anh có hẹn em thì hẹn trước thôi thì em sắp xếp. Em về thứ bảy, chủ nhật em lên gặp anh cũng được, đúng không chị? Rồi trong tuần không hẹn cô khác hả? Đâu có. Sao nãy giờ nói cuối tuần không nói giữa tuần? Cuối tuần đi làm. Đi làm thì đi làm, tức chiều tối về rồi, chiều về rồi. Cuối giữa tuần hẹn cũng được. Nãy giờ nói chuyện em mà anh dung quá, anh không nói được nhiều. Nãy giờ mà không nói được nhiều hả? Thấy nói quá trời vậy mà không nói được nhiều hả? Em thấy anh nói nhiều không em? Nội dung sơ sơ không à chị? Chưa có nói sâu vô. Không sâu. Tại vì anh dung quá anh không biết hỏi gì sâu. Ở bây giờ là cứ chơi coi chương trình đi cho nó đớt bất gung đi, rồi muốn hỏi sâu gì tôi hỏi giùm cho. Bóc lá bài đi, đọc lớn lên. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sao thành câu có ý nghĩa. Mày yêu cầu bạn gái phải không? Bây giờ em sắp xếp theo cái yêu cầu trong đó đi. Qua tôi đứng tôi coi coi. Bạn gái đối diện hãy sắp xếp các chữ cái sau đây thành câu có nghĩa. Rồi cái câu này là yêu anh nhé đó chị. Yêu anh nhé. Hay quá vậy, sao tôi không nhìn ra vậy? Qua em phải không? Em tới tại rồi, em đúng rồi, tới phi cổ. Nãy em bóc mà. Đúng rồi. Vậy cái cổ bóc chứ. Dễ yêu khó cầu quá. Phối hợp, bạn gái mô tả bằng hành động, động tác, bạn trai phải đoán đúng. Đó. Là đúng là thưởng hôn má. Sai là thục dầu ba cái. Đúng, được hôn má. Sai, thục dầu ba cái thì em làm gì khó đi. Em sẽ làm. Em về em nói là cái từ đó có mấy từ. Rồi em làm. Rồi anh đoán. Mà em làm anh đoán đúng thì em bị hung. Anh đoán trật thì anh thục dầu. Trời ơi, thục dầu em dở cái thương thục dầu lắm. Mời hai bạn bắt đầu. Cụm từ đầu tiên có hai chữ đúng không? Dạ đúng rồi. Có hai chữ, rồi nhìn cổ đi. Cụm từ đầu tiên hai chữ. Ừ, nhìn nè. Thấy khó chịu à. Sai, cho em đoán ba lần. Gần đúng rồi đó. Làm lại đi em, làm lại đi em. Làm cho đúng rồi người ta diễn thôi. Mặt nghiêm. Tức là cái hành động đó là anh diễn tả bằng cái từ gì, là em đang như thế nào? Đã có hai từ nữa hả? Đúng rồi. Hụt dâu. Hai từ đó. Khó chịu. Khó chịu thua đi, đó. Đi. Khó chịu gần đúng rồi hả? Biểu hiện cảm xúc gần đúng rồi đó. Bực bội. Hụt dâu. Giận dữ. Nó là giận dữ. Trời ơi. Trời ơi. Giận dỗi. Tức là em đang giận anh á. Giận dỗi là khác. Bực giận dỗi là em biểu anh đi sao anh không đứng lại. Không, còn giận dữ là khác. Bực bội là khác nữa. Hụt dầu ba cái. Ba cái hả? Lò lẹ đi, còn vô còn câu nữa, hai câu lận. Trời ơi. Một. Đồ bét đồ ha. Hai. Ba. Về chỗ câu thứ hai em. Câu thứ hai có ba từ, nhìn cho kỹ. Ba từ đó có từ em anh gì chứ chị. Rồi cô này muốn hung. Rồi tiếp đi. Gì? Anh yêu em chị đúng hả? Không đúng. Làm lại cho người ta đi. Gần đúng luôn rồi đó. Trời ơi, người ta diễn tả vậy kìa. Coi người ta chỉ từ đâu qua đâu. Còn lẽ nói tiếng Anh. Không có. Tiếng Việt hả? Anh để ý lại nè, em làm nè. Ừ. Lẹ đi qua hung nè. Em yêu anh hả? Đó, qua hung đi, còn gì nữa. Người ta đã chị. Không có ai mà đi đố người ta có ba từ mà nói luôn trong đó có từ anh với từ em. Là em muốn bị hung. Được hung, quá. Hung mã không? Đúng rồi, muốn hung đâu. Cái này trời ơi. Cố tình. Lời. Còn một lần nữa hả? Hết rồi. Nãy giờ thật sự làm chơi cho mình vui vẻ thoải mái ha. Bây giờ cơ hội cuối cùng 30 giây dành cho hai bạn. Mình còn muốn tìm hiểu điều gì, muốn nói gì với nhau nữa hay không? Bởi vì thật sự lên đây thời gian không có đủ để mình tìm hiểu đâu. Nó chỉ là cái cảm xúc. Mỗi bạn 30 giây nữa. Xin mời em. Em nói trước phải không? Ok. Đến với chương trình này anh với em cũng cái duyên. Và anh không biết nói gì hơn, tại vì chương trình nó ngắn quá đi. Anh không có chứng minh tình cảm nhiều để dành cho em được. Em hãy cho anh một cơ hội, một thời gian dài anh chứng minh tình cảm để anh dành cho em. Em thì cũng có chung suy nghĩ với anh. Thì ở đây chương trình thời gian ngắn lắm, cho nên là mình cũng không có hiểu được về nhau. Thì sau này em cũng hy vọng là mình cho nhau cơ hội để có thể là hiểu về nhau nhiều hơn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của dì tường, nếu đồng ý hẹn hò, bấm mạnh. Mà nếu không đồng ý hẹn hò, lấy tay ra. Đơn giản thôi. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Suy nghĩ thật kỹ, trái tim ta rung động. Ta thấy đối phương đúng là một nửa mình đang đi tìm. Mình muốn cho cơ hội để tìm hiểu, cho cả hai một cơ hội thì mình bấm. Phải bấm bằng chính cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3 Rất đều nhịp. Ủa sao hai bên nó nhịp dữ vậy ta?
Chúc mừng hai em, cảm xúc dâng trào cùng một lúc. Cảm ơn chị. Qua đây đứng, nắm tay nhau nha. Gửi tặng em, đây là một phần quà của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn, để cho em làm đẹp nha. Đây, sắm vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Lát nữa đưa bạn gái đi coi phim luôn. Cơ hội, chương trình tạo cơ hội để hẹn hò. Đồng ý không? Đồng ý. Hôm nay là ngày chính thức chúng ta nắm tay nhau, để hy vọng là ngày vui sẽ sớm đến với tụi em và sẽ báo tin vui cho chương trình. Một nụ hôn dành tặng bạn gái kỷ niệm ngày gặp mặt hôm nay. Chào anh hôn em nha. Ta chưa gặp đầu. Ta chưa gặp đầu á, ông hôn luôn. Chúc hai bạn có tin vui sớm nha, cố gắng lên nha. Dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn.